Anh ơi, yêu thương thì nó cũng phải có một tí cảm giác, cảm xúc. Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ là không nhìn được thôi. Xấu thì mình xấu vừa thôi. Phụ nữ mà xấu quá thì em nói thật với anh là nếu như mà hai nhà mà ép, thì bố mẹ muốn ép mà lấy theo là hỏng cả một đời con cháu luôn. Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp thôi. Người ta vẫn làm đẹp được bây giờ á, cỡ nào cũng làm đẹp được, không có phụ nữ xấu nha. Rồi, chào em, mời em ngồi. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn cách nhau một bờ rào thôi. Chúng ta cùng trao đổi qua bờ rào cũng được ha. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Em xin chào anh Kiền Linh. Chào em. Và chào chị Hồng Vân. Chào bạn bên kia. Và chào tất cả các khán giả đang có mặt ở trường quay. Em tên là Nguyễn Thanh Đạt. Em đến từ Thanh Hóa và năm nay em 33 tuổi. Hiện em đang làm quản lý cho một nhà hàng ở Đồng Nai. Còn em? Chào em, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyến Linh, chào bạn trai bên kia. Bây giờ em sẽ hát một bài đúng không ạ? Em giới thiệu về mình trước đi, em tên gì? Em hát cái bài để bạn đi đoán tên xem em là tên gì. Rồi em hát đi. Có con chim vành khuyên nhỏ, nó trông thật ngoan ngoãn đó, gọi dạ bảo vâng, lễ phép ngoan nhất nhà. Bạn có đoán được em tên là gì không ạ? Bạn tên là Khuyên đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Dạ, em xin giới thiệu, em tên là Bùi Thị Khuyên ạ. Em sinh năm 1989, hiện em là giáo viên ạ. À, em là giáo viên tiểu học hay mầm non? Dạ, em dạy đại học ạ. Em dạy đại học luôn hả? À, dạ. Rồi em cứ làm bất ngờ từ cái này đến cái khác vậy. Đại học là môn gì? Dạ, em dạy toán cao cấp. Chết rồi. Em nói về ưu khuyết điểm của em đi, chị thấy em rất là dí dỏm đó. Dạ, ưu điểm của em thì tính hiền ạ. Chưa bao giờ nóng giận hay là giận ai đấy ạ. Anh ơi, hiền là em thích này. Rồi còn điểm yếu của em? Thì em dễ xúc động. Có cái tật xấu nào không? Tật xấu chắc em hơi nề nề một tí. Rồi còn bạn nam bên kia? Điểm mạnh của em là em rất là thích chơi thể thao và rất là thích về bên mỹ thuật, bên hội họa. Hôm nay em có vẽ một bức tranh để tặng bạn gái bên kia. Tặng bạn gái đúng không? Rồi chúc anh sẽ em chúc anh mở coi giống bên bạn gái không ha? Dạ. Điểm yếu của em thì em rất là mềm lòng. Bạn gái bên kia cho chúng tôi biết đường tình duyên thế nào đi. Dạ, em có trải qua hai mối tình ạ. Mối tình thứ hai chia tay được một năm rồi ạ. Mối tình thứ hai? Dạ. Kéo dài bao lâu? Dạ, trong vòng 6 tháng ạ. Nguyên nhân chia tay là gì? Dạ, cũng chắc cũng một phần là do em ạ. Dạ, do không có kinh nghiệm trong yêu đương nên thành ra là nếu khi mà hai người có mâu thuẫn thì em không có biết xử lý cho khéo ạ. Đàn trai, dạ. Em hãy cho biết một chút đường tình duyên của em cho đàn gái nghe đi. Em thì có 3 mối tình ạ. Ừ, 3 mối tình. Chia tay được gần 4 năm rồi. 4 năm rồi. Ừ, 3 mối tình đấy thì cũng đều là em gặp phải những cái các bạn gái đấy thì hung dữ quá. Hung dữ hả? Hung dữ quá thì cái lúc mà em không thể chịu đựng được nữa thì em hung dữ quá. Mà làm gì dữ nhất đâu em nhớ không? Cô ấy bảo là cô thích ăn thịt nướng. Thì em ở nhà em cũng loay hoay, mình đi chợ về nhà lúi húi một mình làm nướng lâu. Ê, lúc nướng xong cái là bị ăn một trận chửi te tua. Anh làm cái gì mà lâu rồi anh để tôi chờ này nọ đấy. Thì em cảm thấy rất là buồn đấy, cực kỳ buồn. Phụ chú ấy mà phải chửi mình ha. Dạ, rồi như thế là hiểu rồi. Dạ, nói chung là không thích gặp cô gái hung dữ ha. Còn đi... bây giờ đến qua bên đàn gái rồi. Chào em gái. Dạ, chào em. Em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Cao hơn em một chút xíu ạ. Cao một chút xíu, em cao mét mấy? Dạ em cao 1m62. 62 là mét mấy? Dạ em cao hơn 1m67. Rồi, ngon. Cao chút xíu rồi, cao khúc luôn. Dạ, người mà mập chút xíu ạ. Dạ, em thân hình cân đối. Cân đối. Không... dạ. Cái chỗ nào thừa thì thừa, chỗ nào thiếu thì thiếu. Khi mà nhìn đàn ông mà mập mập chút xíu em cảm giác được che chở. Còn nếu mà gầy quá em cảm giác như kiểu là gió thổi bay mất. Em ơi, gầy là thầy tất cả, em yên tâm đi, gầy nhưng mà bồ ba người ta vững chắc lắm. Đôi khi gầy mà che chở, đôi khi bự quá che không nổi. Đôi khi bự quá không chạy được đâu em ạ. Nếu mà khi anh gặp chuyện gì anh không vừa ý, anh có hay nói nhiều không anh? Anh thường thường là anh ít nói cho nên là anh lên đây anh cũng gặp là một người là cũng nói đi để cho anh tiếp theo cái đà đấy anh nói, chứ anh cũng ít nói lắm em ạ. Trời, đó là ít nói đó hả em? Ít nói hơi dài chút thôi. Coi như là lên. Nói một chuyện mà anh phân trần á, tám chuyện.
xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Chị Hồng Vân ơi, nhưng mà lên đây em phải cố gắng nè. Cố gắng nói đúng không? Vâng. Biết sao không? Lúc mà nói chuyện mà chưa thấy em á, làm chị hình dung tới cái nhân vật của chị trong cái vở diễn mà chị có dựng là ảnh tên là ảnh Tư Phân Trần. Ảnh phải phân trần xong xuôi hết mọi chuyện ảnh mới vô cái công việc chính của ảnh. Làm như ảnh ngại mất lòng á. Dạ đúng rồi, chính xác. Em không muốn to tiếng, là em muốn mọi chuyện đi đến một cái nó nhỏ nhẹ nhất. Đó, cho nên là anh phân trần tất cả mọi chuyện mà anh chuẩn bị làm. Đúng rồi. Em ơi, ví dụ gia đình bên nhà em thì bố mẹ em có khó tính không? Tại vì là anh gặp mà 3 mối tình trước, bố mẹ khó tính. Trời ơi, dạ, khó tính. Xui quá gặp 3 người yêu hung dữ, mà 3 gia đình khó tính nữa. Khó tính, bước đến nhà em bóng xế tà, đứng chờ 5 phút bố em ra, lơ thơ phía trước vài con chó, lác đác đằng sau chổi lông gà. Em hãi lắm rồi, em hãi. Em để coi là em bố mẹ nói chung là bố em là kiểu như kiểu là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng vậy. Cái mẫu bạn gái của em rất là đơn giản thôi, chỉ cần khuôn mặt ưa nhìn. Em thích phụ nữ có một vòng ba, không cần eo, với cái này thích vòng ba. Em tự nhận xét về vòng ba của mình. Dạ, cái này để tí nữa sau chương trình cho bạn nhận xét nhá. Vòng 3, 9, 3 Vòng 1, 3 Vòng 2, 3 Vòng 3, 9, 3 Thành hình hình tam giác kim tự tháp. Tại vì con gái mà vòng 3 nó không có thì nó nhìn nó rất là buồn cười. Đúng đâu có gì đâu buồn cười. Nhìn nó chán. Không, gì đâu chán em. Quan trọng là mình yêu thương nhau thôi. Mình chăm sóc yêu thương nhau chứ đâu phải vòng 3 nó ấy đâu. Không, anh ơi, yêu thương thì nó cũng phải có một tí cảm giác, cảm xúc. Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ là không nhìn được thôi. Xấu thì mình xấu vừa thôi. Phụ nữ mà xấu quá thì em nói thật với anh là nếu như mà hai nhà mà ép hay bố mẹ muốn ép mà lấy theo là hỏng cả một đời con cháu luôn. Nên là... không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp thôi. Người ta vẫn làm đẹp được bây giờ á, cỡ nào cũng làm đẹp được, không có phụ nữ xấu nha. Để coi em gì. Coi coi. Tôi vẽ coi cái mẫu. Tôi coi trước đi. Ông ích kỷ quá. Ông coi, coi là ông phải mở một lượt cho tôi với ông coi. Coi có vòng ba gì vẽ ở đây không đó đã. Trời vẽ. Đây. Coi coi. Đẹp. Đấy, đây là đẹp rồi đó. Tôi coi coi nè. Tôi coi có giống bên kia không? Em thấy có giống em không? Dạ không. Mà em sao không thấy có vẽ phòng bà ạ? Không, làm sao, cái này là vẽ chân dung đây thôi. Đây là vẽ chân dung của Hoa hậu Ngọc Hân. Có cái nét của Hoa hậu Ngọc Hân nè, mọi người công nhận không? Đây nè. Ý là em muốn người yêu của em như Hoa hậu Ngọc Hân đúng không? Chỉ cần khuôn mặt nó phúc hậu như vậy thôi chứ còn không cần đẹp. Bây giờ em mâu thuẫn này, em nói cần vòng 3 giờ, là gương mặt. Khuôn mặt. Ví dụ bây giờ nè, gương mặt xấu quắc luôn. Cái gì cũng xấu hết trơn á, chỉ có vòng 3 đẹp thôi em ưng không? Dạ, là... phải xem xét xem tính tình như nào. Vậy em ưng cái gương mặt, cái tâm hồn hay là vòng 3? Nếu mà có vòng 3 thì tốt, mà không thì tâm hồn thì tốt nhất ạ. Tâm hồn quan trọng, còn cái vòng đâu ăn thua đâu. Vòng thì không có quan trọng. Hả? Vòng 3. Sao bữa Linh nói Linh thích vòng 1. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi coi hai bạn này có hợp với nhau không nha. Dạ, con xin chào chú Quỳnh Linh và cô Hồng Vân. Con tên là Nguyễn Thị Tuyết Mai, là em họ của chị Khuyên. Em thấy anh với lại chị là cùng quê ngoài Bắc đó. Em nghĩ là cái cách sống nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Bên bố mẹ chị Khuyên á, là nhà bác đó rất là dễ. Em nghĩ là không có cấm cản gì đâu. Nếu mà thấy hợp nhau thì nên tìm hiểu kỹ rồi để đến một cái tương lai tốt đẹp hơn ạ. Rồi, cảm ơn. Dạ, con xin hết. Em trai đi với ai Đạt? Em đi với em họ của em. Em xin chào anh chị ạ. Em là Phạm Tuấn, là em trai của anh Đạt ạ. Em nhìn thấy chị bên này thì làm giáo viên, thì anh của em nó rất ít nói. Đó, anh chỉ làm thôi, thì có nghĩa chị làm giáo viên thì sẽ về nói chuyện với anh em sẽ tốt lên. Đó, nhưng mà làm là anh lại làm rất là gọn gàng. Thì em nghĩ rằng anh chị nên trao cho nhau một cơ hội tìm hiểu nhau. Em chỉ mong được như vậy thôi. Thôi mở rào đi, cho hai người gặp mặt đi rồi cùng trò chuyện hiểu nhau hơn ha. Bắt đầu đi Đạt. Chào em. Dạ chào anh. Hôm nay em có món quà tặng anh, đó là sách. Cái này em có làm một món cơm để tặng anh.
Cảm ơn em nhiều nhé. Dạ, để cảm em ơn. Tặng em. Rồi, chúng ta trò chuyện với nhau đi, cảm nhận về nhau đi. Bây giờ em nhìn thấy anh thì em thấy anh như thế nào? Nó cũng hơi lệch pha chút xíu. Tại vì lúc vừa nãy nghe anh nói thì em nghĩ anh trẻ. Tại vì trẻ thì sẽ nói chuyện nó sẽ hài hước. Còn khi gặp anh như này thì em thấy anh hơi già, chững chạc. À, chững chạc à? Đó là cái tính của anh, cái con người của anh nó vui như thế. Nếu bắt đầu nhìn em thì anh thấy nhìn em rất là dễ thương, không biết thương có dễ không? Em muốn một người bạn đời của em sau này nó sẽ như thế nào? Thì em có làm một cái bài thơ, thì đó chính là mong muốn của em. Em chơi vơi giữa dòng đời xuôi ngược, đi tìm anh một nửa của riêng mình. Anh là ai giữa dòng đời tấp lập để em đi tìm mấy chục năm qua? Em chẳng cần anh phải đi bôn ba kiếm nhiều tiền mua này và mua nọ. Em cũng chẳng cần gia đình anh giàu có, tiền của ba mẹ có để được đâu. Em cũng chẳng cần anh học rộng sâu, bạc hết cả đầu nhìn như ông trẻ. Em cũng chẳng cần anh đẹp quá đâu, bởi vì em cũng chẳng là hoa hậu. Em chỉ cần anh là người cha tốt, biết yêu thương chăm sóc những đứa con. Và em cũng cần anh là người chồng vui vẻ, luôn mang tiếng cười cho mẹ con em. Thì cứ yên tâm. Anh không hứa cho em sang giàu, nhưng anh sẽ hứa yêu em dài lâu. Anh cũng tặng em lại một câu thơ, đó là cái này là nguyện vọng của anh đối với đúng một người con gái. Rượu giết ta, ta say ta lại tỉnh, tình giết ta, ta chết mãi ngàn năm. Một con tim không bao giờ hai chữ, một con người không ấp ủ hai tim. Nếu bây giờ hai người hẹn hò với nhau, mình sẽ hẹn hò thế nào? Một tháng thì anh cũng sẽ cố gắng sắp xếp hai lần thôi. Yeah. Em thì công việc của em ở Sài Gòn rồi, nên thành ra là em chắc chắn là ở Sài Gòn rồi. Thì anh có theo em ở Sài Gòn được hay không? Ừ, anh cũng nói chung là công việc của anh chủ động được mà. Yeah. Công việc của anh là lưu động được. Yeah. Anh có em làm ở đâu thì anh cũng thể làm ở đấy được. Bây giờ em đứng lên đi, em đứng lên. Rồi, em đứng lên luôn đi. Yeah. Đó, rồi em xoay hàng vòng nè, em xoay hàng vòng đi. Đúng cái ý của em không? Dạ, đúng rồi. Vòng ba ok đúng dạ, không? Dạ, vâng ạ. Đến đây là mình cũng làm một cái duyên rồi thì dạ. Mình cũng nên cho nhau một cơ hội. Nên em cũng hy vọng rằng là chúng ta sẽ có cơ hội tìm hiểu nhau ở ngoài để tiến xa hơn. Rồi, hết thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ quyết định bằng nút bấm. Bấm là quyết định trao duyên với nhau. Bấm là chúng ta phải có trách nhiệm với quyết định của mình, có trách nhiệm với nút bấm. Chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Ủa, em có bấm không vậy? Có bấm. Rồi, chúc mừng hai bạn. Nắm tay nhau đi nào. Cậu ấy rất hiền, có cái là hơi phân trần, hơi dài thôi. Nhưng tận đáy lòng của cô ấy là một người tốt đấy. Với nụ hôn đầu tiên thì anh nghĩ rằng nó sẽ có ngay bây giờ. Nào. Chúc mừng các bạn nha.